cái món thịt gà này làm sao mà ngon dữ vậy bạn? Đây là bí quyết của nhà hàng. Bí quyết của nhà hàng làm chuẩn theo phong cách Nhật Bản, cực kỳ hấp dẫn. Cảm ơn bạn. Hay vậy em. Hả? Seoul một ngày là bơi 5 cây số. Mà lâu rồi tôi không ăn thịt. Vậy là hôm nay Seoul ăn thịt là Seoul có bơi double 10 cây số. Đúng rồi. Hôm nay ăn thịt như vậy là phải bơi 10 cây số mà. Vậy là tối nay phải làm clip liền nha. Bơi 10 cây số nha. Làm clip bơi 10 cây số. 10 cây số là bơi từ 4 giờ chiều mà chắc tới 8 giờ tối luôn á. Cười luôn.